trăm năm chứa nhiều châu báu và hàng nghìn miếng vàng lá. Nhóm khảo cổ đã khai quật thành công hai ngôi mộ cổ hoàng gia từ thời kỳ đồ đồng ở phía nam Hy Lạp. Xung quanh dài đầy những mảnh vàng lá từng dán trên tường. Những ngôi mộ có niên đại khoảng 3.500 năm được phát hiện gần thành phố cổ Pylos thời Mycenaean ở vùng Peloponnese của Hy Lạp. Một ngôi mộ có đường kính khoảng 12 mét, mộ còn lại đường kính khoảng 8,5 mét. Chúng được thiết kế theo phong cách thô lô, đặc trưng bằng công trình ngầm hình vòm khổng lồ như tổ ong. Loại lăng mộ này thường dành cho hoàng gia bên trong mộ chứa kho trang sức, đồ tạo tác chạm khắc, trong đó có những bằng chứng về sàn nhà lót vàng, nhẫn vàng, mặt dây chuyền bằng vàng hình nữ thần Ai Cập cổ đại Hathor, chiếc nhẫn vàng độc đáo khắc hình hai con bò và cây lúa mạch, loại lương thực quan trọng được người Hy Lạp trồng suốt nhiều thập kỷ, một lượng vàng lớn cũng như nhiều cổ vật quý giá nhập từ nơi khác như đá Canelian đỏ, hổ phách ban tích và thạch anh Ai Cập. Sự xa hoa lộng lẫy của hai ngôi mộ cho thấy chủ nhân chúng là người có địa vị và giàu có. Các nhà nghiên cứu tuyên bố đó là tư liệu quý giá giúp nhiều nhà sử học lấp đầy những khoảng trống trong kiến thức về nền văn minh hy lạp thuở sơ khai theo bộ văn hóa hy lạp mái nhà hình vòm của hai ngôi mộ đã sụp đổ trong thời cổ đại các căn phòng chứa quá nhiều đất và đá vụn khiến những kẻ trộm mộ không thể vào trong để cướp bóc